rồi Nam Quang nghìn năm ghi sử sách ngăn cách Việt Hoa. Kính chào quý khán thính giả của VBS Canada. Kính thưa quý vị, hàng năm phong trào hiến chương 2000 đã tổ chức cuộc thi văn thơ. Tuần qua, buổi lễ công bố kết quả của năm Bính Thân 2016 cũng như kỷ niệm 16 năm hiến chương 2000 đã được long trọng tổ chức tại thành phố Toronto. Chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi buổi phóng sự đặc biệt này. Cắt lành hai, cắt quê cha, cắt thịt ra. Mau băng cháy, lệ vẫn rơi, nhục ngàn đời. Mất Bình Xuân, mất Hoàng Sa, mất Trường Sa. Thóc bán sông, ái Nam Quan giờ cách xa. Xương máu cha ông, đắp bồi giang sang gấm vóc. Tiếng thét rền vang, giặc kỳ bắt đầu. Quốc ca Canada. Trước tiên là lễ chào cờ với toán quốc quân kỳ của Hội cựu quân nhân Toronto đã được cử hành long trọng. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu quý vị ông Nguyễn Bá Long. Phong trào hiến chương năm 2000 sẽ có đôi lời cùng quý vị, và hôm nay chúng ta có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Tuệ Minh đến từ Cali. Xin quý vị cho chàng pháo tay để chào đón Thượng tọa Thích Tuệ Minh. Kính thưa quý bậc trưởng thượng và thông hào nhân sĩ,
Kính thưa quý đại diện đoàn thể và cộng đồng, kính thưa quý đại diện truyền thông báo chí, kính thưa quý vị mạnh thường quân và các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại, thưa toàn thể đồng bào. Hôm nay tôi rất vinh dự được thay mặt phong trào hiến chương 2000, một tổ chức cách mạng mà mục tiêu như được định hướng bởi nhà ái quốc tiền bối cố sĩ phu Nguyễn Cao Hách, nhà lãnh đạo biểu tượng của phong trào hiến chương 2000. Như được xác định qua hiến chương 2000 của các phong trào dân chủ Việt Nam công bố tại hội trường quốc tế Fiat Paris vào lúc 3 giờ chiều ngày 26 tháng 11 năm 2000. Tới đêm nay là đúng, bên trong là tàu thù lấy cái vỏ bọc Formosa để tiến hành kế hoạch. Tiến sĩ Nguyễn Bá Long, trưởng ban tổ chức, đã đọc diễn văn khai mạc và chào mừng quan khách, cũng như nêu lên ý nghĩa của buổi lễ. Tiếp theo, ông đã công bố kết quả cuộc thi năm Bính Thân 2016 với nhiều người đạt giải từ trong nước cũng như ngoài nước. Dài qua hàng thế hệ. Bốn tỉnh miền Trung, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế lần hồi sẽ không còn cư dân. Đặc biệt với những người trúng giải cư ngụ tại Toronto và các vùng phụ cận. Phục hồi đòi hỏi không phải một mà có thể rất nhiều thế hệ. Tại sao cái chuyện biển chết? Đó là do hai yếu tố lớn. Yếu tố thứ nhất là bán nước, và yếu tố thứ hai phải gửi Formosa ra khỏi Việt Nam cho bằng được, và các công ty ô nhiễm khác nữa của ngoại bang, đặc biệt của tàu cộng. Đuổi Formosa khỏi Việt Nam là một mục tiêu và bước lớn trong tiến trình tranh đấu để cứu môn sợ chưa đòi, và các diễn biến cập nhật mới nhất thuộc phần lý luận đạt được 8,6 điểm. Thứ nhì là Nguyễn Thượng Lâm ở Hà Nội, Việt Nam với bài Hãy nói lời ai điếu thuộc phần lý luận được 8,55 điểm. Thứ ba là Nguyễn Quang Bình ở Sài Gòn, Việt Nam với bài Sức mạnh dân tộc nằm ở đâu thuộc phần lý luận đạt được 8,45 điểm. Thứ tư là Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích, San Jose, California với bài Theo con thuyền ngược thuộc là một cái truyện đạt được 8,5 điểm. Và thứ năm là Dư Thị Diễm Buồn ở Yuba City, California với bài Câu chuyện ngày xưa là một cái chuyện đạt được 8,5 điểm. Giải đặc biệt 2 được trao tặng $200 và mỗi vị 3, thang điểm là từ 8 cho đến 8,3, trao cho 5 vị sau đây. Thứ nhất, Trần Đức Thạch, Nghệ An, Việt Nam với thi phẩm Thơ Trần Đức Thạch gồm 54 bài đạt được 8,30 điểm. Thứ nhì là Trần Kim Khôi, Charlotte, North Carolina với bài Phải chăng đã có ánh mặt trời làm thơ thức thuộc là phần thơ văn đạt được 8,3, thang điểm từ 7,25 cho đến 7,50, trao cho 4 vị sau đây. Thứ nhất là Việt Phương ở Brampton, Ontario với bài Lực Phù Đổng và Khi Đảng Lên Làm Người thơ văn đạt được 7,5 điểm. Một cái vị đã từng đóng góp lớn cho cái phong trào hiến chương 2000 là cố chiến hữu Nguyễn Quốc Thái, đã trong một thập niên đã đóng góp rất nhiều cho phong trào Nguyễn Quốc Thái, cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa và là một chiến sĩ đã đóng góp nhiều cho phong trào hiến chương 2000 trong thập niên từ 2000 cho tới 2010. Kính thưa quý vị lãnh đạo tôn giáo, kính thưa quý bậc trưởng thượng, kính thưa quý vị thông hào nhân sĩ, kính thưa quý đại diện đoàn thể, hội đoàn, truyền thông, báo chí, kính thưa chị Châu Phố cùng quý quyến, thưa toàn thể đồng bào. Năm ngoái, năm nay, phong trào hiến chương 2000 nội thuộc bộ phận Toronto đã tổn thất hai nhân sự nồng cốt làm cho chúng ta không khỏi xót xa, đau buồn. Năm ngoái, cụ Huỳnh Hữu Hiệu là trưởng phân bộ Toronto của phong trào hiến chương 2000 đã qua đời vào tháng 9, và phong trào đã làm lễ tưởng niệm cụ trong đại lễ kỷ niệm 15 năm hiến chương 2000 vào tối 21 tháng 11 năm 2015. Năm nay,
Chí hữu Nguyễn Quốc Thái, một người đóng góp cho phong trào trong hàng thập niên trước và sau năm 2000 cho tới năm 2010, đã qua đời vào ngày 28 tháng 7 năm nay, hưởng thọ 87 tuổi. Và hôm nay đây, nhân đại lễ kỷ niệm 16 năm hiến chương 2000, tôi nhân danh phong trào xin thắp nén hương lòng, kính dâng lên người quá cố, để chứng giám cho lòng thành của anh em chiến hữu và thành viên phong trào, không quên người chiến hữu nòng cốt đã từng sát cánh với mình trong hàng chục năm trong công cuộc tranh đấu cho một nước Việt Nam dân chủ công bằng. Mẹ tôi, bà Nguyễn Thị Châu Phú và tất cả mọi chị em chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Bá Long đã viết một bài báo tưởng niệm tất cả mọi thân hữu, bạn bè của bố tôi. Cao cho anh cái giải đặc biệt 3, là một giải rất cao chứ không phải là thường đâu, không phải dễ mà đạt được 8 điểm đâu. Ở đây có nhiều người làm được 7 điểm 25 đó, mà tôi cũng phải dớt lên 0.1 điểm đó, mới được 7 điểm 25 chứ không phải là dễ đâu. Cho nên anh Thành Tôn hôm nay đạt được cái điểm rất cao là 8.1, đạt giải đặc biệt 3, tức là đạt được cái cao nhất của vùng. Xin chào cho anh mình giờ được trúng giải này và xin anh có lời luôn luôn dòm ngó đất nước chúng ta. Ở dưới chế độ cộng sản thì chúng ta không thể nào hy vọng một đất nước Việt Nam có tự do, dân chủ, hạnh phúc. Và vì lý do đó, tôi tự thấy rằng bản thân của tôi còn có rất nhiều hạn chế về khả năng, trình độ cũng như về sức khỏe, điều kiện, thời gian. Nhưng tôi đã cố gắng hết sức mình và tham gia gửi bài cho tiến sĩ Long những một cái hành động thiết thực để ủng hộ cho cuộc thi và ủng hộ cho các phong trào ở Việt Nam như là phong trào Phong Visa mà tiến sĩ Long vừa giới thiệu. Giải đặc biệt 3, tức là trong cái thang điểm từ 8 cho đến 8.3 là nhà thơ Anh Toàn ở tại Toronto. Xin kính mời nhà thơ Anh Toàn lên để mà lãnh giải hôm nay. Thưa quý vị, nhà thơ Anh Toàn, một gương mặt rất là quen thuộc của cộng đồng. Xin mời anh và chúc mừng anh. Quý vị cho chàng vỗ tay để chúc mừng cho anh Toàn. Anh Thành Tôn và anh Toàn là hai cái vị mà đã đạt được cái thành tích cao nhất hồi trước tới giờ. Tôi nói là cảm ơn sự tổ chức chu đáo, đầy ý nghĩa của ban tổ chức hàng năm. Đồng thời cảm ơn tất cả sự hiện diện của quý vị. Toàn là những người có tấm lòng, khi có mặt ngày hôm nay, tấm lòng hướng về quê hương đất nước. Để có vui, tôi xin, có lẽ quý vị đã biết, nhưng mà tôi xin nói lên một điều làm có thể là một sự an ủi và ấm lòng của chúng ta. Là gần đây tôi theo dõi Việt Nam thì thấy có rất nhiều giới trẻ Việt Nam, họ trương cờ vàng ba sọc đỏ, họ hoan nghênh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, họ mặc áo dài đỏ, cờ vàng ba sọc đỏ, và họ đưa lên Facebook, họ đưa ra những clip mà toàn là giới trẻ ngoài Bắc. Đó là một cái niềm là chúng ta thấy an ủi, thấy rằng họ đã sáng mắt ra. Có rất nhiều giới trẻ Hà Nội, họ nói thẳng là hồi xưa họ nghe nói quân đội Việt Nam là ác ôn này nọ, nhưng mà sau này họ thấy rằng quân đội Việt Nam Cộng Hòa là những chiến sĩ dân bản và đem đến cái tự do, hạnh phúc cho đồng bào, chứ không phải như là họ đã bị nhồi sọ ngoài Bắc. Cho nên có những người ngoài Bắc hiện giờ, tôi đã có những cái clip họ hát nhạc quân đội Việt Nam Cộng Hòa, họ mặc quần áo lính, họ mặc nguyên tất cả quần áo lính giống mình luôn, họ toàn là giới trẻ miền Bắc. Có những cô gái mặc áo dài, trương cái áo dài cờ vàng sọ, cầm cờ vàng sọ đi lung tung luôn. Có tình cảm xem kẻ là phần trình diễn văn nghệ với sự giúp vui của các ca sĩ tại Toronto với những bài ca về quê hương.
Thuyết trình về tình hình Việt Nam hiện tại. Quý vị thân hào nhân sĩ và toàn thể anh chị em Việt Nam và đồng hương cũng như các tôn giáo đại diện các tôn giáo, quý vị quan khách và quý vị các chương trình truyền hình. Lời đầu tiên, chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Bá Long đã cho tôi được một cơ hội về đây để được tâm sự cùng với các quý vị thân hào nhân sĩ, các quý vị quân dân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa. Lời đầu tiên chúng tôi cầu chúc sức khỏe cho quý vị quân dân cán chính và đồng hương cũng như các tôn giáo và Phật tử có nhiều sức lực, có nhiều sức khỏe để chúng ta có một ngày về được tốt đẹp. Chúng tôi tin chắc rằng chúng ta có ngày đi, chắc chắn phải có ngày về. Thưa quý vị, ở đây có những vị nào đã học tập cải tạo giơ tay thì xem coi, ít nhất cũng có. Đấy, thì cũng có những vị gọi là đồng chí hương của chúng tôi. Tôi là người đã bị học tập cải tạo và bị một năm trời nhốt vào khám tối. Tôi nghĩ rằng chắc chắn cũng không còn sống nữa để gặp quý vị ở đây. Và lúc đó có thể nói rằng là chúng tôi thấy cái cờ Việt Nam chúng tôi khi mà được vượt biển qua gặp được đất nước tự do mà có cái cờ Việt Nam, cái cờ này nè, cái cờ vàng ba sọc đỏ này, chúng tôi đã khóc rất nức nở, khóc còn hơn là khóc mẹ, khóc cha. Vì thế cho nên chúng tôi thấy rằng là chúng tôi đứng vững vẫn là một chí hướng của người Việt Nam. Ta còn tất cả đất nước mất, ta chẳng còn chi. Bao năm chinh chiến ta gần gũi, nay đã thanh bình sao biệt ly. Tôi đứng bên ngoài đất nước, nhìn về vùng đất xa xôi, hỏi em có còn kéo về bên nữa. Người ngư phụ đã chết rồi, cá cũng chết theo ngư phụ.
phần xổ số gây quỹ đã có sự ủng hộ của nhiều thương gia tại thành phố Toronto với những phần quà giá trị. Tôi đứng bên ngoài đất nước, nhìn về vũng áng xa xăm, hỏi em có còn ra hiểu. Những khăn xô dăm tiền khắp, chập trùng bụng cá lầm phơi, chập trùng bụng cá lầm phơi. Trên bên đã lâm chìm đáy biển khơi, đã lâm chìm đáy biển rồi. Gần 200 đồng hương đã đến tham dự buổi lễ hôm nay và mọi người hầu như đều ở lại đến phút chót, nói lên sự quan tâm đến tình hình của đất nước hiện tại. Khi tôi về, lòng yêu thương dạt dào, kỷ niệm suốt năm nào để với trong tim đau. Thank you.
chẳng cao gì điều ai đơn cha đứng rồi điều mà ai đốn pha và gần thế hương che kín vui sâu ngày nay nói nắng che kín người vui bông tối và yêu thương và tự do sẽ còn mãi mãi nhé con. Kính thưa quý khán thính giả, chương trình phóng sự cộng đồng của VBS Canada đến đây đã chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.